Xin thưa anh, kính chào quý vị khán giả của kênh Việt Vision. Hôm nay Bảo Trâm xin giới thiệu và chia sẻ với chúng ta một thông tin khá là thú vị. Đó là một tên dẫn chủ cũng khá là cụm cán của làng dẫn chủ Hà Nội nói riêng và làng dẫn chủ Nô U nói chung, đó chính là Lê Hoàng. Lê Hoàng Nô U thì là một gương mặt cực kỳ đình đám và cũng là tương đối hung hãn trong các đợt biểu tình gây rối. Thế thì sau Thái Bá Tân là một tên nhà giáo, nhà văn dẫn chủ đã tuyên bố gác kiếm, thì đến lượt Lê Hoàng Nô U là người tuyên bố giã từ cuộc chơi. Và mình nói với nhau là gì, một tên phản động đã thôi hành nghề dẫn chủ. Để quý vị dễ hình dung, Bảo Trâm xin giới thiệu với chúng ta gương mặt của tên dẫn chủ này để chúng ta dễ tưởng tượng và gợi nhớ lại. Thưa quý vị các bạn, đây Lê Hoàng bên tay phải đây, cắt đầu cua. Vâng. Cùng với cả Lã Việt Dũng, hai tên này cùng sinh năm 1977, tuổi Đinh Tý và cùng chết mê trên miệt cỗ Thảo Teresa, con của Mai Xuân Dũng, là đảng trưởng đảng Cứu lấy Dân Oan. Cả ba nhân vật vừa kể trên, Lê Hoàng đầu cua béo bên tay phải cùng Lã Việt Dũng, cùng Thảo Teresa, bộ ba quyền lực của Lô U, cùng sinh năm 77. Thưa quý vị, Lê Hoàng Lô U đây nhá các bạn nhá. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, đoạn video đầu tiên mà Bảo Trâm chiếu cho ta đó chính là nhân vật Lê Hoàng, người đã rất hung hăng hành hung anh Dũng, đây gọi là Dũng mèo đen. Anh Dũng là một cờ đỏ hành động thuộc lứa đầu Hà Nội. Video này được quay cách đây 7 năm rồi. Và trong video đó thì anh Dũng phi hổ đã một mình dũng cảm chống lại cả một đám Nô U và hành hung anh Dũng mèo đen nhiều nhất ở trong video này chính là Lê Hoàng, người đã tóm cổ đấm vào bụng vào ngực. Thưa quý vị và các bạn, một động thái mới nhất thì Lê Hoàng Nô U cũng đã viết một cái dòng trạng thái là: nhà cháu xin thông báo với mọi người nghỉ hưu tất cả những việc xã hội mà trước đây quan tâm vì điều kiện gia cảnh hiện nay thực sự khó khăn, thời gian kín, phải lo làm ăn kiếm tiền, lo cho gia đình, cả hai bố mẹ cùng bị tai biến, hai thằng cu con, anh lớn cháu sắp thi đại học, cu con bé bị tự kỷ, thực sự là vất vả vô cùng tận. Chúc tất cả mọi người luôn nhiều sức khỏe bình an. Thực sự là không phải ngẫu nhiên Bảo Trâm nghĩ là Lê Hoàng đã có một cái dòng trạng thái trên. Và dĩ nhiên là dòng trạng thái trên thì bị đám dẫn chủ đồng bọn vào chê trách vân vân. Nhưng trong sâu thẳm mình hiểu một trong các lý do khiến Thái Bá Tân rồi Lê Hoàng Lô U tuyên bố từ giã cuộc chơi, không hoạt động hành nghề dẫn chủ nữa là do chúng bắt đầu thấy quan tài và bắt đầu nhỏ lệ rồi. Chúng ta thấy là lần lượt đồng bọn của chúng là gì, từng đôi chim bay đi nhập kho hết. Và hắn cũng biết run sợ, bởi vì một người rất ngoan cố trong nhóm Nô U đó là Lê Dũng Vô Va cũng có động thái là gì, liên tiếp các video gần đây đã né tránh cái vấn đề chính trị nhạy cảm rồi. Và tấm gương tẩy liếp của Hùng Gàn tức Lê Trọng Hùng bị bắt khẩn cấp cách đây 10 ngày và kèm theo ngay sau đó là có cái tống đạt cái quyết định khởi tố của Viện Kiểm sát Nhân dân. Đặc biệt là trước cái kỳ bầu cử quốc hội ngày 22 tháng 5 tới thì những cái loa tuyên truyền xuyên tạc của bọn chúng, lúc đầu chúng tăng cường hoạt động xuyên tạc về cái sự kiện chính trị lớn của nhân dân. Nhưng sau khi mà cơ quan chức năng làm mạnh tay, làm đúng, làm trúng thì chúng bắt đầu co vòi lại sợ. Từ Thái Bá Tân, nhà thơ, một trí thức nhưng mà có thâm niên chống cộng gần 20 năm, 18 năm chính xác, tuyên bố là gác kiếm, thì bây giờ Lê Hoàng Nô U được gọi là gì, triển hộ vệ của nhóm Nô U Hà Nội cũng tuyên bố gác kiếm. Và anh ta viện ra lý do là vì lo cho cuộc sống, nhưng thực tế thì từ khi vợ của Lê Hoàng Nô U bỏ anh ta đi lấy chồng gần 10 năm rồi thì anh ta cũng đâu có làm gì, có cái nghề nghiệp cố định ổn định nào để nuôi sống gia đình đâu. Anh ta sống bằng nghề dẫn chủ thôi. Không phải bây giờ anh ta mới tuyên bố là tập trung để kiếm tiền lo cho gia đình, đúng không ạ? Vì cái việc anh ta trung khá hoạt động lêu lổng gần 10 năm nay rồi. Từ 2011, cuối năm 2011. Chứ không phải bây giờ anh ta mới lo cho gia đình. Thế thì đấy là một lý do thôi, nhưng mà dẫu sao thì cũng chúc mừng và hy vọng Lê Hoàng Nô U nói và làm đi đôi với nhau. Chứ không phải được 3 ngày rồi bắt đầu bên kia cho tí tiền, có tí mùi đô bắt đầu lại nhảy lên mạng nói lăng ba lăng nhăng. Thế nếu ai còn nhớ thì cái nhân vật Lê Hoàng này trong cái livestream hôm 14 tháng 3
năm 2011 vừa xong, khi mà anh Lính Tăng cùng chị Bích Lê ra tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ để phản biện cái nhóm NU xuyên tạc về cái việc hy sinh của 64 chiến sĩ Gạc Ma, thì Lê Hoàng NU này là người mà Bảo Trâm nhắc trong cái livestream mà đài RFA của Kính Hòa cũng đã viết là gì, nhân vật nói, tức là Bảo Trâm có nhắc Nguyễn Lân Thắng, Lê Hoàng NU đang quay đấy, không được manh động. Đó chính là Lê Hoàng NU này. Cuộc chơi nào cũng có anh ta và cuộc quậy phá nào ở bờ hồ cũng không vắng mặt anh ta. Thưa các bạn, thế tiếp sau nữa, Lê Hoàng của nhóm NU thì không biết dẫn chủ nào sẽ tiếp tục là cảnh tình và tuyên bố dừng cuộc chơi, cuộc xuyên tạc đây. Cộng thêm việc một tên phản động cộng cán có thâm liên trong làng dẫn chủ NU, đó là Nguyễn Thúy Hạnh, thủ quỹ kiêm kế toán của nhóm NU đã bị bắt sáng nay, như một đòn giáng mạnh vào cơ quan đầu não của tổ chức phản động NU này. Việc Nguyễn Thúy Hạnh và Lê Trọng Hùng rồi cứ đi theo, đây là ba thủ lĩnh của ba nhóm phản động khác nhau bị bắt. Nguyễn Thúy Hạnh thì là của nhóm NU, thủ quỹ kiêm kế toán, Lê Trọng Hùng là phó nhóm Chân Lưng Nước Việt, cứ đi theo là thủ lĩnh của nhóm Dân Oan. Thì việc mà Lê Hoàng hay Thái Bá Tân tuyên bố rửa tay gác kiếm không hoạt động nữa thì không có gì là lạ, bởi vì chúng đã thấy quan tài và bắt đầu cảm thấy là cái còng số 8 nó hầm hập phả sau lưng rồi. Thưa các bạn, thực ra thì nếu theo dõi sát thì thấy là Lê Dũng Ova đã giảm volume đi khá nhiều các bạn ạ. Và theo thông tin Bảo Trâm được biết thì một thời gian ngắn đây thôi, có thể là 1-2 tháng tới thì mẹ con nhà Cấn thì theo Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Khiêm sẽ đưa ra Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm tội làm tàng trữ tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và việc xét xử Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu mới đây thì cũng là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho những tên dẫn chủ mà còn có ý đồ chống phá, đặc biệt là mỗi dịp Việt Nam mình có những cái sự kiện chính trị lớn như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, hay là có sự kiện liên quan đến cái công tác nhân sự của lãnh đạo cấp cao, thì y như rằng đám dẫn chủ và đám que tộc bắt đầu lại hòa thanh đồng ca tấu cùng cái đám truyền thông tổ tả ở ngư vong nước ngoài. Hy vọng là trong một vài ngày tới bà Trâm lại có tin vui với chúng ta khi một tên NU nào đó tuyên bố dừng cuộc chơi và chấm dứt cái việc xuyên tạc. Tiếp tục buổi chiều hôm nay, Bảo Trâm cũng muốn nói trả lời cho tên Nguyễn Hùng Lân khi hắn ta nhắn tin cho Bảo Trâm như này. Hôm qua thì tứ trụ triều đình của chúng ta, tức là bộ tứ kim cương, gồm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Tổng Bí thư là bác Trọng, bác Phúc, bác Huệ và bác Chính. Thế thì gương mặt mà cũng được nói nhiều đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đang từ Thủ tướng mà lên Chủ tịch nước. Thế thưa các bạn, cái việc bác Phúc lên làm Chủ tịch nước thì hầu như nhân dân và mọi người đa số đều đánh giá rất cao năng lực của bác. Nhưng cái đám dẫn chủ thì chúng lại xuyên tạc. Mấy cái đài Cali thì mình sẽ có một chương trình sau đó. Nhưng mà riêng trả lời cho mấy vị dẫn chủ nhắn tin cho Bảo Trâm nhé, thời kỳ bác Phúc Thủ tướng thì bác Phúc có nhiều cái tiến bộ vượt bậc mà đám dẫn chủ biết hoặc là cố tình không biết. Trước hết, chúng ta biết là nhiệm kỳ trước là ông Nguyễn Tấn Dũng thì Việt Nam mình nợ công rất lớn. Năm 2016 thì chúng ta đã nợ rất nhiều, và thậm chí là nước ta là luôn luôn là hầu như là nhập siêu. Nhưng mà đến thời của bác Phúc cùng Thủ tướng thì đã biến từ nhập siêu sang xuất siêu, tức là kim ngạch xuất khẩu thiên về nhập mà mình đã có thặng dư về đô la rồi, ngoại tệ rồi. Đúng không ạ? Cái đó là một cái mà nổi bật. Cũng như bác Phúc ý, thời kỳ bác Phúc thì từ văn hóa, xã hội, thể thao đạt được rất nhiều cái thành tích. Ví dụ cái hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế thì cũng đã cải thiện và khẳng định được cái tầm của mình. Chúng ta thấy là cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều ở Việt Nam thu hút rất nhiều các hãng thông tấn lớn của thế giới về đưa tin. Hình ảnh đất nước con người Việt Nam cũng qua đó, kể cả văn hóa, ẩm thực vân vân cũng được người ta quảng cáo trên thế giới không công. Thứ hai là thời của bác Phúc thì là cái đại dịch Covid, đúng không ạ? Rất thành công trong việc khống chế.
Bác Phúc có những câu nói mà làm kim chỉ nam cho nhiều quốc gia khác trên thế giới, như là gì? Không để người dân nào bị bỏ lại, hay là có thể hy sinh kinh tế để vì sức khỏe đồng bào. Thế thì thời Bác Phúc ấy cũng chèo lái các thuyền đi qua mấy cái đại dịch Covid, rồi lại kéo theo là thế giới thì suy giảm kinh tế, nhưng Việt Nam là một trong ít quốc gia có biểu đồ tăng trưởng dương màu xanh. Và đặc biệt là thành tựu về thể thao cũng rất rực rỡ ở thời bác Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúng ta biết là thời đó, thời ông Bác Phúc Thủ tướng, thì bóng đá của Việt Nam U23 vươn tầm châu lục, đúng không ạ? Rồi hình ảnh, rồi báo chí các nước đặc biệt là châu Á đưa tin rất nhiều về cái thành tích của bóng đá Việt Nam, kèm theo đó là hình ảnh đất nước con người, một rừng cờ đỏ sao vàng đi ăn mừng chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Rồi thời Bác Phúc thì là đưa cái hộ chiếu Việt Nam, hộ chiếu Covid ấy, là một trong hộ chiếu quyền lực. Mình nói đây là hộ chiếu về Covid ấy. Đấy. Vì, và không phải Việt Nam mình ca ngợi đâu, mà đài báo quốc tế cũng ca ngợi. Báo Mỹ ca ngợi cái Việt Nam đứng thứ 2 thế giới Hoa Kỳ nhá, đang chống dịch. Mới đây Hoa Kỳ đã tin Business Insider là gì? Có trụ sở tại Mỹ đã công tác chống dịch Covid ở Việt Nam đứng thứ 2 thế giới. Họ cho rằng số 1 mình chẳng quan tâm là ai. Hình như Đài Loan là sao? Nhưng mà truyền hình quốc tế, truyền hình Hoa Kỳ chính thống có đưa tin như vậy thì mình thấy rất tự hào. Đấy là thời kỳ Bác Phúc làm Thủ tướng Chính phủ, chèo lái con thuyền chính phủ đi qua nhiều cái sóng to gió lớn. Thế là việc mà bác Minh chủ tịch nước là cũng là ý đảng và lòng dân, đa số là nhân dân rất là hài lòng về công tác nhân sự đợt này. Đấy, thưa bạn, chỉ có dân chủ là chúng cố tình xuyên tạc thôi. Vì cái video này Bảo Trâm làm để công chiếu nên là Bảo Trâm không giao lưu với khán giả được. Xin kính mong quý vị khán giả, chúng ta có thắc mắc yêu cầu gì chúng ta cứ nhắn tin vào Facebook của Nguyễn Ngọc Bảo Trâm hoặc là Zalo của Bảo Trâm, điện thoại 0963475115, 0963475115. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bảo Trâm vội thì Bảo Trâm chỉ nói vậy thôi. Nếu mà có dịp kỹ hơn thì Bảo Trâm sẽ mời một vài vị khách mời là bà con Việt kiều nhận xét thì khách quan hơn. Không thì cái đám dẫn chủ như Hồng Lân ấy lại nói Bảo Trâm là dư luận viên bò đỏ. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Vâng, xin thân ái kính chào. Đất cha ông chưa nguôi ngày đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất, tổ quốc lên hình tia chớp ngăn thù.